Thưa quý vị, sau một thời gian dài sản xuất kinh doanh ảm đạm, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, nhiều doanh nghiệp da giày may mặc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang dần phục hồi sản xuất. Dù chưa lấy lại đà tăng trưởng như trước đây, nhưng hiện một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến quý 2 năm 2024. Từ đầu quý 4 năm 2023 đến nay, bình quân mỗi tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Vĩnh Uy 2, khu công nghiệp Đất Đỏ sản xuất 700.000 sản phẩm, tăng 40% so với những tháng trước đó. Mặc dù đơn hàng hiện chỉ đạt 80% công suất nhà máy, song đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh thị trường xuất khẩu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đối với doanh nghiệp tôi thì tôi cảm thấy là nó đang phục hồi trong ngắn hạn. Quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024. Hiện nay thì cái doanh nghiệp cũng đã tổ chức cho công nhân hoạt động là quay trở lại sản xuất một cách ổn định. Nhờ sản xuất các sản phẩm chất lượng, giao hàng đúng hẹn nên công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Chun Vina, cụm công nghiệp An Ngãi, huyện Long Điền tạo dựng được mối quan hệ tốt với khách hàng. Vì vậy, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp may mặc giày da gặp khó do thiếu đơn hàng, nhưng năm nay đơn hàng của công ty chỉ giảm khoảng 20%. Hiện tại doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 2 năm 2024. Cuối năm nay thì đơn hàng cũng đã có lại. Trong cái thời gian tới thì ban giám đốc cũng có dự kiến là sẽ bổ sung thêm cái số lượng người sản xuất cho những cái đơn hàng mà sắp tới này. Trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may như may ba lô, túi xách, gia công các loại quần áo, sản xuất sợi. Đây là ngành tạo nhiều việc làm nhất trên địa bàn. Năm 2023, do nhu cầu nhiều thị trường bị suy giảm, giá nguyên vật liệu tăng cao từ 50 đến 60% so với trước đây, khiến kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạt 813 triệu đô la Mỹ, giảm 12% so với năm 2022, chiếm 17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, ngành dệt may có sự phục hồi nhẹ, như tháng 10 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 45 triệu đô la Mỹ, thì tháng 11 tăng lên 57 triệu đô la Mỹ và tháng 12 năm 2023 đạt 70 triệu đô la Mỹ. Đáng ghi nhận là có nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến quý 2 năm 2024. Nhà máy vẫn đủ full cái sản lượng, đủ công ăn việc làm cho toàn thể cái người lao động đến tháng 7. Tiếp tục sẽ tìm thêm cái nguồn hàng. Và của chúng tôi thì nhận được đơn hàng đầy đủ để cho công nhân có thể đảm bảo cái cuộc sống của người lao động. Còn hiện tại thì nhà máy đã nhận đơn hàng đến quý 2 thì đơn hàng của nhà máy tương đối đầy đủ. Dự báo ngành dệt may vẫn đối mặt với khó khăn trong năm 2024. Để vượt khó, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, cắt giảm chi phí, hạ giá thành, hướng đến phát triển bền vững để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường sản phẩm may mặc toàn cầu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đa dạng hóa các mặt hàng, chủ động xúc tiến thương mại, tiếp cận các thị trường mới. Ngoài nỗ lực tự thân, các doanh nghiệp ngành dệt may cũng được nhà nước hỗ trợ giảm, giãn, gia hạn các loại thuế phí và bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.